nay lại đi ăn lề đường mà ngồi ngay lề đường luôn á các bạn. Đó, tôi luôn mà bóng phở là đường luôn á. Đây cô này cô mới vừa dọn hàng ra mà bóng phở đang tò mò không biết là món gì. Đây đây nè các bạn, đây là cái thành phẩm cô ấy đã làm đó. Ở Jakarta thì bà bán phở thấy người ta luôn luôn sử dụng cái tờ giấy gói thực phẩm chi như vậy. Đây là cái điều bà bán phở rất là thích đó. Đây nếu mà chúng ta cái này nó thành như là một cái ai cũng dùng rồi thì cho nên người ta sản xuất hàng loạt, nó giá nó rất là rẻ. Chứ còn nếu mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta tự làm theo ý mình như thế này á thì chúng ta làm ít mà chỉ như giá nó phải đắt hơn đó. Chúng ta bà bán phở thấy chúng ta là cần phải học hỏi ở điểm này. Bây giờ mời các bạn cùng xem cái cách mà người ta bán cho bà bán phở là như thế nào các bạn nha.
xíu nha, xin một xíu, nãy bà bán phổ quay và bà bỏ chì cho các bạn xem. Còn mì thôi, khổng miệng thôi.